1454 1988 sẽ có chị Thảo giúp cho quý vị. Và em có một cái đường line nữa là 714 548 9188, nhưng mà quý vị cứ gọi về cái số phone đầu tiên về số phone 1988 trước để trả thẻ hoặc là liên lạc. Nếu như quý vị không liên lạc được số đó thì quý vị hãy liên lạc số kia nha. Rồi em sẽ vào cái món đầu tiên của ngày hôm nay. Hôm nay em có những cái món hàng rất là đặc biệt, chẳng hạn như em sẽ cho quý vị xem những cái chuỗi băng chuẩn của những tấm thạch loại A, và em sẽ cho có một cái đồng hồ President Rolex President cho quý vị, rất là đặc biệt, và em sẽ show cho quý vị xem các chiếc đồng hồ đó. Và mời quý vị vào của những cái món của ngày hôm nay. Ở đây có một cái tượng mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, và quý vị nhìn xa như là mẹ đang hiện về trên một cái bầu trời, đúng không quý vị? Và ở trên đây là một cái trên một cái nền đá huyết ngọc chất nét băng, quý vị. Và đây là mẹ Quan Thế Âm đang hiện như trên một bầu trời, và xung quanh ở dưới đây là những cái núi, và đây là cái ngôi chùa nữa quý vị, là mẹ đang được hiện ở trên như là bầu trời, đúng không quý vị? Cái này luôn cả vàng 18, em sẽ để cho quý vị với giá là 800, luôn cả vàng 18 nha quý vị. Nếu quý vị nào mà không có nhu cầu lấy vàng, chỉ muốn một cái tượng mẹ Quan Âm thôi, thì quý vị cũng có thể em sẽ trừ cái tiền vàng nó ra cho quý vị, và quý vị chỉ lấy cái tượng thôi nha. Đây là một chiếc trên một cái lõi vòng huyết ngọc của em nha, mà chạm rất là đẹp luôn. Em nhìn cái bức này rất là mê từ cái nét chạm. Nếu cái này là 650 đồng nhớ vị, 650 đồng, không phải là 800, 650 đồng. 650 đồng cái bức này. Rồi. Và kế tiếp em có là một cái sợi dây chuỗi, đây là một cái dây đây là một cái dây chuỗi, quý vị nào tuổi con tuổi hợi không? Nếu quý vị nào tuổi hợi đang có một cái dây chuỗi tuổi hợi ra chạm những cái, đây là những cái hình tuổi hợi, và đây là một cái dây chuỗi cam hồng phỉ. Đây cái chất cũng là chất đậu chuẩn thôi, vì cái dây này chỉ bán có 200 đồng thôi nha quý vị. Và ở trên đây chạm những cái chú heo rất là dễ thương, từng cái như thế này đó, rất là dễ thương nha quý vị. Nếu ai tuổi hợi thì đây cái dây tẩm tập rất là đẹp, đá A 100% nha. Kế tiếp em có một cái tượng, đây là một cái tượng phượng hoàng nha quý vị, một con phượng phượng hoàng. Quý vị cũng đã biết rồi, phượng hoàng á thì là một loài chim mà được rất là nhiều người trưng ở trong nhà, hoặc là để trong nhà cho phong thủy rất là may mắn. Và đây là một phượng hoàng lửa, vì ở trên đây là cái ngọc là ở trên một cái ngọc hoàng phỉ, nhưng mà ở ngay cái phần của cái tượng của con chim phượng hoàng này là những cái giống như là lửa đó quý vị, như là cái màu lửa nó được hồng, màu hồng đỏ đó quý vị. Đó, và trên đây được làm ở trên, có trên luôn và vàng 18. Cái bức này em sẽ để cho quý vị với giá là 650 đồng. Cái bức này ở ngoài rất là xuất sắc nha quý vị nha, rất là xuất sắc luôn. Đó, quý vị thấy không? Được chạm rất là đẹp luôn, 650 đồng nha quý vị. Thank you.
Và cái tiếp đây em có tiếp là em có một cái bức này là một cái bức chạm, ở đây là một con công nha quý vị đó, một cái bức hình con công. Quý vị cũng đã biết rồi đó, con công là một loài chim tượng trưng cho sự cát tường, may mắn hoặc là quyền uy nha quý vị. Và đây là trên một cái miếng ngọc hồng phỉ và chất là nếp băng nha quý vị, rất là đẹp luôn, nó chạm rất là đẹp ha. Thì ở đây là cái bức này sẽ giá là 700 luôn cả vàng 18. 700. Cái này là vì thợ mới vừa làm ra em chưa có, và kế tiếp là em sẽ đưa cho thợ bọc vàng, nên là em chưa kịp đưa cho thợ bọc vàng trước thì em đưa cho lên cho quý vị, show cho quý vị. Những cái giá của ngày hôm nay em để lên của những miếng cẩm thạch này đều là có luôn vàng 18 quý vị, đều là có luôn vàng 18 luôn, vì thợ làm cái khâu mà thợ chạm rồi đến khi mà thợ làm vàng nó rất là lâu quý vị, nên đó, em sẽ show trước cho quý vị những cái bước mà chuẩn bị đi làm vàng. Lỡ có nhiều quý vị không chỉ muốn đeo với như em đã bày cho quý vị cẩm thạch, thì khi mà mình đeo với lại cái dây đen nó cũng rất là đẹp luôn, nên nó có nhiều quý vị cũng đã thử và cũng đã thích như vậy, và cũng yêu cầu đó là để nguyên, không có muốn bọc vàng. Nhưng mà có nhiều quý vị thì vẫn còn muốn thích bọc vàng thì rồi ở đây em có một cái dây garnet mà em mix với lại con tỳ hưu vàng 18 quý vị, tỳ hưu vàng 18. Ở đây là cái dây garnet, cái dây garnet là ngọc hùng lựu quý vị, và nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Nhưng mà nếu như quý vị mà đeo để cho phong thủy, thứ nhất là hợp mệnh của mình, hoặc là quý vị nào mà muốn có để đeo tỳ hưu để cho đem tới hút những tài lộc cho mình, thì cái dây này nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà rất là đẹp. Và một dây như vậy luôn vàng 18 quý vị, và dây con nhất thì em sẽ để cho quý vị với giá là 150 đồng. 150 đồng nhé vị. Vàng vàng 18, con tỷ hưu vàng 18 là cái dây coi nhất. Cái tiền vàng không đó là 120 rồi đó quý vị. Đúng. Đó, đem một cặp cũng rất là xinh ha. Mình có thể đeo quen đem một cặp cũng rất là xinh. Và quý vị biết không, nãy giờ em quên nói là những cái bức cẩm thạch này là những cái bức mà em đã có giấy giám định hết nha quý vị. Và em có giấy giám định hết là đều là type A cẩm thạch thiên nhiên nha. Những cái bức này đều có giấy giám định. Cái bức này thì chưa có, em lấy cũng gì. Cái bức nào mà có cái giấy giám định thì em. Rồi, kế tiếp em có một con, một cặp chim hỷ tước rất là xinh quý vị, một cặp chim hỷ tước hồng phỉ. Chim hỷ tước là một loài chim á, là khi mình thấy chim, con loài chim này là mình biết sẽ có tin vui đến gia đình mình, là một loài chim hay mà báo những cái niềm vui, những cái niềm may mắn. Đây á, là một cặp chim hỷ tước nha quý vị, đây này. Đó, chạm rất là sắc sảo. Và cái bức này em sẽ để cho việc với giá là 700. Đẹp ha. Rồi ở đây có một cái sợi dây chuỗi hoàng phỉ, và đây á, là một cái dây chuỗi 11 ly nha quý vị. Đều là có giấy giám định cẩm thạch thiên nhiên 100% và đều là đá y.
11 ly và cái dây này em sẽ để cho Phi với giá là 450 đồng. Có ghi em định nha. Và kế tiếp em có một cái bức ngài quan thánh đế. Ngài quan thánh đế nha quý vị. Và đây là có giấy giám định luôn nha quý vị. Có tờ giấy giám định em cắt ra để em đưa thợ đi làm vàng. Nhưng mà này là đều có giấy giám định hết. Cái bức này là em sẽ để cho quý vị với giá là 700. Ngài quan thánh đế. Ở đây em có một cái bức song hổ, là một cặp hổ nha quý vị, và một cặp, và đây là giữa là một cái chạm, một cái đồng tiền quý vị, nhìn như là nó là một cặp song hổ cam hồng phỉ rất là đẹp luôn. Cái bức này sẽ là 1.200 đồng và có đưa cây giấy giám định, và đây là luôn cả vàng 18. Quý vị, cái giá quý vị có nhiều khi quý vị nhìn thấy có nhiều cái bức, chẳng hạn như đầu tiên cái bức này cũng là cái màu này luôn, nhưng mà giá thì nó thấp hơn. Quý vị cũng đã biết là khi mà mình nhìn vô hai bức thì quý vị mới thấy được sự khác biệt, là một bức thì nó trong hơn, những cái bức này nó sẽ cái chất ngọc nó đẹp hơn và nó trong hơn, nên cái bức này thì nó sẽ giá thành nó khác nhau. Nên quý vị nhìn giá và nhìn theo cái chất ngọc như quý vị, nó rất là quan trọng. Rồi, ở đây có một cái sợi dây chuỗi, mình có thể làm quấn 3 vòng. Mình có thể làm quấn 3 vòng hoặc 4 vòng tùy theo cái ni tay của mình. Nhưng mà nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, nhưng mà những cái chất ngọc đây đều là những chất ngọc rất là cao quý vị. Quý vị có thể thấy cái ngọc rất là trong. Cái thứ nhất, cái thứ nhì nữa là khi mà quý vị nhìn cái ngọc từ xa, quý vị thấy như một cái như cái hồ nước á. Thì đây là một cái màu là thủy lam, một cái màu lam thủy như là màu nước của mình, như màu ocean water quý vị. Và cái chất ngọc này là một cái chất ngọc kính mà quý vị có thể nhìn xuyên thấu vào những cái dây, thấy luôn cả cái dây bên trong của cái chất ngọc này. Và cái chất ngọc này, cái màu này em sẽ để cho quý vị với giá là 500. Cái này hộp chỉ nhỏ thôi nhớ quý vị, khoảng chừng là 5 ly thôi. Ở đây á, là đều có giấy kiểm định hết. Và ở đây á, là chỉ khoảng chừng là 5 ly. Và quý vị có thể đeo trơn. Mình có thể đeo trơn như thế này, hoặc là quý vị có thể mix vô những cái con tỳ hưu vô ở giữa, rất là xinh luôn. Nếu em có thời gian em sẽ phối những cái hình của cái chất ngọc này cho quý vị xem bên ngoài. Đó. Mà nếu như mà quý vị có thể tách rời ra, mình có thể làm một sâu như vậy, mình có thể chia ra thành 4 dây, chạy ra một dây chỉ có 125 đồng. Quý vị có thể làm một cái quà tặng cho người thân của mình. Nhưng mà đây là đều chất ngọc rất là đẹp, chất ngọc rất là đẹp luôn, rất là trong. Cũng là cái tông màu đó luôn, nhưng mà đây là
cái chất độc thì chưa có được xuyên thấu như là cái dây hồi nãy. Và đây là một cái sợi dây chỉ 9 ly thôi, nhưng mà em để cho quý vị với giá là 400 đồng. Cái sợi dây này luôn cả giấy giám định nha quý vị, 400. Cái dây thì chưa có được xuyên thấu như là cái chất độc hồi nãy, nhưng đây là 9 ly. Nếu như mà cái này mà là xuyên thấu như chất độc hồi nãy mà với cái size này thì cái giá thành nó phải là lên gấp 3 lần, giá gấp 3 nha quý vị. Đó. Nhưng mà ngọc thì cũng còn rất là mịn nha. Cái này thuộc ngọc thuộc bạch băng rồi đó quý vị. Kế tiếp là em có một cái sợi dây aquamarine. Đây aquamarine màu xanh blue nha quý vị. Anh zoom vô cái xíu này. Chị này một cái sợi dây ok anh tắt điện rồi chị lại tắt điện, tắt, tắt, tắt cái đèn thử chị lại tắt cái đèn thử điện thoại đi anh tắt điện rồi được không? Có gì cái lúc đó nếu mà anh coi bật lên lại được thì chị lại bật nha. Được không? Xuống đó này dễ hơn rồi. Nó không chói. Xuống một âm luôn. Đúng rồi. Được không? Không gì được rồi. Ok, bỏ nha. À, chuyện hả? Ừ. Rồi, ok. Và đây là một cái sợi dây aquamarine nha quý vị. Aquamarine thiên nhiên. Nếu như quý vị nào muốn hỏi em là những cái dây này là học mạnh nào thì riêng về cái dòng màu xanh aquamarine này thì mình có thể học những bệnh như là mạnh mọc và bệnh thổ. Và đây là một cái sợi dây 10 ly hơn chút xíu. Và sợi dây này sẽ để cho quý vị với giá rất là đặc biệt của ngày hôm nay luôn, 150 đồng. Nếu như mà những cái dây này mà lên ánh mắt mèo nữa thì là cái giá thành nó phải là cấp 3, cấp 4 nha quý vị nha. Nhưng mà anh này là một cái dây aquamarine đủ lên màu ở ngoài quý vị sẽ thấy là một cái màu xanh, một cái màu xanh của màu nước đó quý vị, màu nước biển của mình. Một cái màu xanh nước biển nha quý vị, 150 đồng. Aquamarine. Người Mỹ rất là thích cái loại đá này đó quý vị. Và kế tiếp em cũng có một cái sợi dây xanh như vậy luôn, nhưng mà đây là một cái loại đá gọi là Amazonite. Cái sợi dây này cũng hợp với mệnh mộc và mệnh thủy. Cái màu xanh này, cái chất đá này thì cái màu aquamarine nãy thì cái chất đá thiên về màu trong của nước, và cái màu xanh này thì thiên về nó đục hơn nha quý vị. Và cái dây này em sẽ để cho quý vị với giá là 75 đồng một dây. Cái này cũng 10-11 ly nhưng mà quý vị biết không, một lát nữa em sẽ cho quý vị coi những cái dây pha lê em mix ra từ những cái loại đá quý như thế này. Và em làm cho quý vị, quý vị chỉ cần chọn dây, chọn đá thôi, và em sẽ mix cho quý vị theo những cái tuổi của mình để hợp, để vừa mình kết hợp với phong thủy và mình kết hợp với cái style bây giờ. Mình đeo những cái dây đá này quý vị biết không, rất là sang luôn quý vị. Đó. Ở đây em còn mấy dây của mã não năm hồng nha quý vị, đều là thiên nhiên natural agate, 45 đồng một dây. Và kế tiếp là em có một cái chuỗi huyết
này mình một cái chuỗi huyết đá A nha quý vị, và đây là một cái chuỗi huyết băng ngọc, cái ni khoảng chừng 7 ly hơn, gần 8 ly để in. Và đây là một cái chuỗi dây luôn nha quý vị, mình có thể đeo vào một chuỗi hoặc là mình có thể tách làm ra. Và cái dây này em sẽ để cho quý vị với giá là 500. Dây chuỗi cổ mà cái chất ngọc này rất là mịn và rất là đẹp nha. Quý vị có thể nhìn cái chất ngọc này. Đều có giám định nha quý vị. Mình có thể kết hợp đeo với là một cái mặt dây chuyền huyết ngọc, hoặc là mình có thể tách ra và mình đeo chia ra thành những cái dây nhỏ, mình đeo ra chia ra thành tật được. Các em nghĩ chia ra cũng được 4 sợi dây quý vị, 4 sợi dây tay. Mình có thể đeo tặng một cái cho mình, rồi tặng cho những người thân trong nhà. Em có một cái dây thủy lam, và đây là một cái sợi dây 11 ly nha quý vị, 11 ly. Và ở đây cái dây này sẽ để cho quý vị với giá là 700. Đều có giấy giám định là ngọc thiệt hết, chất băng thôi. Mười một ly đều có giấy giám định hết. Rồi kế tiếp em có một cái sợi dây bạch ngọc. Cái này hạt là 10. Mười lăm ly. Mười lăm ly hơn nha quý vị. Cái này rất là thích hợp cho anh em, hoặc là thích hợp cho những ai mà muốn làm một cái dây cổ cũng rất là đẹp. Cái dây này em sẽ để cho quý vị với giá là 500. Bạch ngọc. Ở đây em có một cái mặt hồ lô. Hồ lô là tượng trưng cho hút tiền tài nha quý vị. Cũng rất là to. Nếu quý vị nào muốn đeo sợi dây đen hoặc với vàng, nếu quý vị nào mà chọn với vàng 18 thì em sẽ để cho quý vị cái này với giá là 500. Hồ lô mà bên hông là chạm cây như ý không quý vị thấy không? Đó. Đó. Nếu mà luôn vàng 18 thì là 500 nha quý vị. Một bình hồ lô. Và ở đây em có một cái chiếc nhẫn chạm chữ Ống Mani Bắc Nghi Hồng. Để cho ở trên đây chạm chữ Ống Mani Bắc Nghi Hồng quý vị. Và cái chiếc này nó size 11.5. 11.5. Cái chiếc này sẽ để cho quý vị với giá là 150 đồng. Chạm Ống Mani Bắc Nghi Hồng 11.5, và quý vị có thể xỏ lên và đeo với lại một cái sợi dây chuyền. Và sẵn đây em giới thiệu cho quý vị luôn là em có những cái dây chuyền hạt 2,5 ly, và đây là những cái sợi chuyền hạt 2,5 ly, và vàng này là em sẽ để cho quý vị với giá là 550 đồng một dây. Em có cái loại dày vàng hơn thì cái loại đó sẽ là 700, còn cái này thì vàng sẽ nhẹ hơn một tí xíu, nhưng mà hộp 2,5 ly thì là 550 đồng. Nó tùy theo quý vị thích nào, cái cộng vàng nó nhiều hơn hoặc là ít hơn nha. Đó, bây giờ em có rất là nhiều, 550 đồng.
Và kế tiếp là em có một cái bức Phật. Cái này là Phật A Di Đà. Em cứ lộn Phật A Di Đà và Phật. Tiếp theo nhớ là Phật A Di Đà. Đó, cái bức này là vàng 24 nha quý vị. Cái này em sẽ để cho quý vị với giá là 890 đồng. 890 đồng, nhưng mà nó chạm rất là đẹp luôn. Hello. Ok ok rồi, để em kêu chị ra lấy giùm em nha. Chị ra lấy giùm em mấy cái kẹp chị đó ra cho em đi. Rồi, ở kế tiếp em có là một cái bức Ngài Quan Thánh Đế. Quan Thánh Đế Quân. Đây là được làm bằng vàng 24. Quan Thánh Đế Quân. Và cái bức này sẽ để cho quý vị với giá là 860 đồng. Chị đã giao hả? Để em coi cái kiểu mà đúng không, mình đưa tiền chứ. 860 đồng. Còn quý vị sẵn đây chị đó, đúng rồi đó chị, đưa cho chị 100. Em cho quý vị số phone quý vị có. Quý vị hay hỏi em đó, em bận mấy cái bộ đồ này ở đâu đẹp đúng không? Thì em có đưa cho số phone cho nhiều quý vị rồi, và đây em sẽ, và chị đó cũng bán luôn những cái kẹp này đó quý vị. Đó. Mà đẹp lắm, rất là đẹp luôn. Mà có 10, 15 đồng một cái, nhưng mà cái rất là chắc. Em mua biết bao nhiêu chỗ rồi mà cái kẹp nó không có được chắc, mà cái kẹp này rất là chắc luôn. Mà em đang kẹp nữa vậy. Đó, có 15 đồng một cái mà thôi. Thì quý vị lưu số phone xuống 714. Em coi cái số phone. Những cái bộ đồ của em bận nè quý vị, cũng là em đặt của chị luôn. 714-657-2014. 714-657-2014. Mà rất là kẹp, rất là chất lượng luôn quý vị. Cái nào cũng rất là chất lượng luôn á. Mà rất là đẹp, mà rất là chắc quý vị. Mấy cái kẹp này á, đa phần á, những cái này kẹp đang kẹp trên này, đa phần mấy kẹp này á quý vị, kẹp mua 10 cái quý vị chưa chắc, ở ngoài mua 10 cái chưa chắc thì quý vị kẹp mà nó có thể là nó đính sát, nó bú với cái tóc của mình được á, bới hết cái tóc mình được. Mà cái kẹp này rất là chắc luôn, kẹp của Hàn Quốc. Chỉ chuyên bán online mà chỉ giao tới luôn, hoặc là ship đó. Mà quý vị có thể liên lạc cũng nha, 714-657-2014. Chỉ bán kẹp, rồi bán quần áo. Mà mấy quần áo của chị thì rất là chất lượng. Những cái bộ đồ này là em mua của chị. Và kế tiếp em có một cái tượng. Một cái CD. Mấy cái này thì quý vị liên lạc với em nha, để trưng. Rồi có một cái sợi dây chạm những cái chữ thống niên mắt niên hồng, đeo để cho mình bình an. Những cái hạt ở trên đây á, là được chạm những cái chữ ống niên mắt niên hồng nhớ vị. Và cái dây này sẽ bán cho vị với giá là 250 đồng. Đây quý vị, đây em có một cái sợi dây
Đây là bằng cái dây đá cẩm thạch hồi nãy mà em đưa lên cho quý vị đó. Và cái này á, là em mix với những cái trên đây là pha lê. Quý vị nhìn là rất là sang đúng không? Đó. Và em có nhiều quý vị á, là làm những cái dây này rồi xong tập thêm em đó là mua những cái con vàng tỳ hưu vàng 24 hay vàng 18 mình có thể để vô chính giữa này nữa. Mà cái kiểu rất là sang luôn. Đó. Quý vị cứ mua những cái dây đá bên em đi rồi mix cho. Em mix những cái kiểu này cho quý vị nha. À, sẵn đây quý vị nào mà có ngủ chị cái khối chai 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 nước quen không quý vị nào mà có muốn mua yến mà chất lượng nha, giá chất lượng rẻ chất lượng luôn, quý vị liên hệ số phone mà yến rất là chất lượng mà ăn yến của quý vị cũng đã biết ăn yến rất là đẹp da. Cái thứ nhất là đẹp da ngủ ngon và đó. Thì quý vị liên hệ với số phone là 714-260-1642 nha quý vị, 714-260-1642. Hoặc là quý vị nào mà có muốn uống saffron, uống saffron thì quý vị cũng liên hệ với số phone là 714-260-1642. À, quý vị nào mà bị mất ngủ, nhất là quý vị nào mà bị mất ngủ thì quý vị có thể liên lạc và thử, chỉ cần mua đúng một hộp saffron 45 đồng và của Tây Tạng ra ngoài quý vị. Và quý vị chỉ cần mua đúng một hộp thôi, chỉ bỏ ra 45 đồng quý vị thử đi. Và mỗi đêm trước khi quý vị đi ngủ, trước nửa tiếng và một tiếng, quý vị uống vô bảo đảm đêm đó quý vị ngủ rất rất là ngon luôn. Quý vị có thể kết hợp saffron, nếu quý vị nào mà mất ngủ mà bị truyền miên, quý vị uống saffron rất là ngon, rồi ngủ rất là ngon. Cái này rồi saffron là 714-260-1642 quý vị. Và quay về với chiếc đồng hồ của ngày hôm nay, nãy giờ em có nói từ đầu live là em có một cái chiếc đồng hồ này rất là đặc biệt của ngày hôm nay, là một cái chiếc đồng hồ Rolex. Cái này là của đồng hồ Rolex Day-Date President nha quý vị. Và đặc biệt hơn nữa là cái chiếc đồng hồ này là size 43 và đã được discontinue rồi. Quý vị cũng đã biết một khi mà cái đồng hồ mà Rolex mà discontinue thì cái giá trị của nó lên rất là cao đúng không? Thì đây là em có một cái chiếc đồng hồ Rolex nè quý vị. Day-Date Everything 100% original. Cái thứ nhất và cái thứ nhì nữa là tất cả quý vị thấy những cái màu trắng ở trên đây đều là bằng vàng 18. Bằng vàng 18 nha quý vị. Và cái mặt này là size 43. Đa phần đó quý vị chỉ thấy size 43. Và đây là một cái size lớn nha quý vị, như size 42. Tại vì và đây là một cái đồng hồ và được Rolex discontinue, thì quý vị biết cái giá trị trên đây và ở trên đây đều là vàng 18 hết. Tất cả đều là vàng 18. Và cái chiếc đồng hồ này á, là em được quý vị có thể bid để ai mua ai trả giá cao nhất thì sẽ lấy cái chiếc đồng hồ này. Quý vị cũng đang nếu quý vị biết về đồng hồ Rolex thì cái giá trị của cái chiếc đồng hồ này President nữa vàng 18 Day-Date 18K Everything Original 100% thì cái giá trị của nó rất cao. Cái chiếc đồng hồ này hiện tại trên thị trường đang với có giá là 40.000 khởi điểm,
nhưng mà chưa chắc gì quý vị có thể mua được với cái size này và với cái mặt đồng hồ này. Và vì cái một gift present chỉ đơn thuần là 41 là maximum đó. Và đây là cái giá khởi điểm sẽ là bắt đầu, em sẽ để từ đây cho đến 2 tuần. Và ai biết cao hơn thì sẽ thắng. Cái giá khởi điểm sẽ là 25.000. Đó. 100% original, everything original hết nha quý vị. 25.000. Và em sẽ công khai giá ra luôn, nếu quý vị nào mà biết vô thì em sẽ công khai giá. Và tuần tới nếu như mà vẫn còn thì sẽ đem lên cho quý vị xem. Thì giá khởi điểm là 25.000. Thì sẽ update cái giá cho quý vị tuần tới. Chiếc đồng hồ là chiếc President. Em có những cái dây lam thủy đồng điếu 150 đồng nha quý vị. Em có một cái chiếc vòng đi tay là 55. Em sẽ để chiếc này với giá là 900. Đi tay 55, 900. Em có một cái chiếc nhẫn này là một cái chiếc nhẫn quý vị nó biết là hiệu đúng không? Thì ở đây là hai con báo và 18 ở giữa hai con mắt của con báo này là hai cái viên ruby và trên mình đó là những cái viên kim cương. Và cái này em sẽ để cho quý vị với giá là 1.400. Tiền vàng hết đó là 800 hơn rồi đó quý vị. Đó, ở trên đó là kim cương. Nhưng đặc biệt cái này cái hiệu nha quý vị. Cái hiệu vàng 18. Em có chiếc nhẫn này giá là 420 đồng. Ở trên đây là những cái viên kim cương từ 2 ly, 1 ly 8 tới 2 ly và giá là 420 đồng. Em còn một cái chiếc đồng hồ nữa, đây là cái chiếc đồng hồ Explorer. Một cái chiếc đồng hồ Explorer nha quý vị, Explorer 2. Cái chiếc này sẽ bán cho quý vị với giá là 7.800.
ông hồng và thêm một cái chiếc ông hồng để lấy cái này xem. Đây là một cái chiếc đồng hồ Submariner mà xung quanh đây là được làm custom made bezel và 18 kim cương. Và cái chiếc đồng hồ này em sẽ để cho quý vị với giá là 7.500 đồng. Submariner và xung quanh đây là đều là được làm custom made và 18 kim cương nhớ vị. Rolex. Đó, Submariner. Em có một cái chiếc nhẫn này là chính giữa là những cái viên sapphire màu xanh và sapphire màu xanh và vàng 18 xung quanh là kim cương nhớ vị. Cái chiếc này sẽ để cho quý vị với giá là 3.000 đồng, sapphire xanh và xung quanh là kim cương. Cái này quý vị đeo mà quý vị không thích nó to như thế thì mình có thể làm cái mặt dây chuyền. Kế đó là em có một cái chiếc nhẫn ba bông hoa. Ở trên đây là những cái viên như là 5 ly, rồi 5 ly ha, rồi 5 ly 2. Nói chung là 3 viên. Và em sẽ bán cho quý vị với giá là 4.500 đồng. 3 viên, mỗi viên là 5 ly rồi 5 ly 2. Là quý vị thấy mỗi viên ít nhất là 4 kim cương 5 ly 5 ly 2 quý vị thấy hết gần 4.000 đồng tiền đúng không? Đó. Và xung quanh đây là những cái viên kim cương nó đều là nước ép VS Harry và giá 4.500 đồng. Đây có một cái chiếc nhẫn opal. Một cái chiếc nhẫn opal nhớ quý vị. Xung quanh đó là những cái viên opal lửa Australian và xung quanh là kim cương, 1.800 đồng cho cái chiếc này. Mà những cái ở xung quanh là có tới 8 viên opal lửa, ở giữa là cái viên opal lớn và cái chiếc này sẽ bán là 1.800 đồng. Rồi tiếp là em có một cái chiếc nhẫn 4 ly 8. Một chiếc nhẫn 4 ly 8 em sẽ bán cho quý vị với giá nước FPS Lady nha quý vị. 4 ly 8 và em sẽ để cho quý vị với cái giá rất là đặc biệt của ngày hôm nay là 850 đồng. Để 800 luôn đó quý vị, 800. Đó, 4 ly 8. Và ở đây em có một cái bức hình con rồng và cái này, cái bức này rất là đặc biệt nha quý vị. Ở giữa là ông thợ chạm em làm chạm lọng thì cái viên bi ở trong đây là mình lắp được. Nói chung là bên trong là mình có thể lắp được cái chiếc bi, nó có thể xoay. Và đây luôn cả vàng 18 mà con rồng chạm rất là sắc sảo nè. Đó, đây là thủy lam ha.
Và đây là mức này nếu như quý vị em làm luôn vàng cho quý vị và em sẽ để cho quý vị với giá là 1.200 đồng. Chạm rất là sắc nét nha quý vị nha, chạm từng cái da rồng, từ những cái vảy da của con rồng đó rất là rõ rệt luôn. Và đây có một cái bức mẹo mang cái âm, mẹo mang cái âm Bồ Tát nhưng ta làm Bồ Tát. Em sẽ để cái bức này với giá là 1.300 đồng, 1.200 đồng thôi, 1.200 đồng. Mà cái chất ngọc rất là trong nha quý vị, rất là trong. Em có một cái bức mẹ Quan Âm bạch ngọc, có luôn cả cái giấy giám định nha, và đây được chạm mẹ rất là sắc sảo. Em sẽ để cho quý vị với giá là 1.250 đồng. Đây có một cái bức ngài Quan Thánh Đế luôn cả vàng 18, là giấy giám định luôn, là ngọc đá ây cẩm thạch thiên nhiên. Cái bức này sẽ để cho quý vị với giá là luôn cả vàng 18 nha quý vị. Em sẽ để cho quý vị với giá là 900 ngài Quan Thánh Đế. Em có một cái bức trong, cái chất này phải nói tới là cao văn luôn nha quý vị, trong mà đẹp ơi là đẹp luôn. Và đây là ở dưới đây có lục nè, ở dưới đây có phần lục. Đây là một cái tượng Phật, Phật tổ, xung quanh là bọc vàng 18. Phật tổ xung quanh là bọc vàng 18. Cái bức này em sẽ để cho quý vị với giá là này tới cao văn quý vị, bức này đẹp lắm, 2.000 đồng. Bức này trong lắm quý vị, thấy ông xuyên thấu luôn cả đằng sau lưng mình. Em để cái tay từ xa luôn quý vị có thể thấy được là cái chất ngọc này nó trong như thế. Đang có một cái bức huyết ngọc chạm con rồng, cái này luôn cả vàng 18. Em sẽ để cho quý vị với giá là 1.000 đồng. Quý vị nào mà không có lấy cái vàng thì em sẽ để cho quý vị với giá là 700. Nếu quý vị nào mà lấy có vàng thì là 1.000 đồng ha, tùy theo cái vàng quý vị lấy. Mình có một bức mẹo Quan Thế Âm, mẹo Quan Thế Âm có rất là nhiều hình hình tướng. Mẹ xuất hiện ra có rất là nhiều hình khác nhau. Và đây là mẹ Quan Âm nhớ vị. Và cái bức này em sẽ để quý vị với giá là luôn cả vàng 18, với giá là 700.
em có một cái bức này là một cái bức Phật tổ. Phật tổ kế bên là có Phụng Trầu, và cái bức này trong cả vàng 18, bức này rất là đẹp, nó bị sắc sảo, đẹp từ chất ngọc cho tới cái đường nét chạm. Luôn cả vàng 18 sẽ để cái bức này, nếu ai nhìn ra thì sẽ để bức này rất là rẻ với giá là 1.500 đồng. Bạn có cái bức Mẹ Quan Thế Âm, ở trên là một cái mốc vàng và ở giữa là có một cái viên ngọc phỉ thúy nha quý vị, đúng, ngọc phỉ thúy đá ây. Và cái bức này được chạm mẹ rất là đẹp ha. Và cái bức này quý vị, em sẽ để cho quý vị nào mà nhìn ra với cái giá rất là ưu ái là 1.550 đồng. Cái viên ở trên là cái viên mất tiền quý vị, mốc vàng 18 kim cương 1.550 đồng. Có một cái bức Phượng Hoàng băng, chất rất là đẹp, ngọc trong đẹp như thế này, và cái nét chạm cũng rất là sắc sảo. Và cái bức này em sẽ để cho quý vị với giá là 1.550 đồng. Có cái bức này mẹ miền mắt miền tây có luôn cả giấy giám định và luôn cả vàng 18, em sẽ để cho quý vị cái bức này với giá đặc biệt của ngày hôm nay 950 đồng. Ở đây em có một cái vòng được chạm ở trên đây là một những con chim vĩ tước và những cái cành hoa mai, phượng hoàng và hoa mẫu đơn được chạm ở trên đây là phượng hoàng và những cái bông hoa mẫu đơn, ở trên một cái miếng ngọc hoàng phỉ, và cái chất ngọc này thì một cái chất ngọc mướt mịn băng chuẩn nha quý vị. Và cái size của cái vòng này là 56-23. Em sẽ để cái vòng này cho quý vị với giá 1.500 đồng. Quý vị nhìn ở đây quý vị cũng đã thấy được cái chất ngọc nha. Đó, đó, chất ngọc ở đây rất là mịn. Ngài Quan Thánh Đế họ mới là hai bức thôi. Rồi em sẽ để với giá 700. Ngài Quan Thánh Đế có một cái chiếc nhẫn hình con rồng, một trăm năm mươi đồng. Rồi cái chiếc nhẫn này, chiếc nhẫn hoa mai, chiếc nhẫn hoa mai như vậy cũng 150 đồng. Mấy cái này không có đo sai thì sẽ đo sao. Cái này có hoa mai
hoa đây. Bốn chiếc, xin hơi bốn chiếc nha. Em có một cái chiếc nhẫn này á, là một cái chiếc nhẫn ở giữa là những cái viên kim cương 2 ly tới 2 ly rưỡi. Và ở trên đây á, là như là hình cái bông hoa đó quý vị. Và cái chiếc này em sẽ để cho quý vị với giá là 2.500 đồng. Những cái dây nhỏ nhỏ xinh xinh đó. 100 đồng một dây đó mình. Cẩm thạch, cái này là cẩm thạch. Chị, có mấy cái dây pha lê không? Còn đây, cái dây này đẹp quá đâu chị ha. Rất là đẹp luôn. Cái dây ngọc này xong em đã bán hết 400 đồng rồi đó quý vị. Mà em mix lên những cái này nữa. Nguyên tính gì bao nhiêu đây. Em tính 50 nữa thôi nha, 450 đồng. Ở trên đó là đều là những cái vàng 14 faded. Một cái kiểu này rất là xinh. Cái này là cẩm thạch thiên nhiên 100% nha quý vị. Những cái viên cẩm thạch trên đây đều là thiên nhiên 100%, không qua xử lý. Em có chiếc vòng này đi tay là 56.5. Chiếc này hiện nó trong hơn cái chiếc hồi nãy nữa. Cái chiếc này sẽ để cho quý vị với giá là 1.300 đồng. Chiếc dây này cũng 1.100 đồng nha quý vị. 100 đồng. Mình có một cái chiếc vòng này đi tay là 59 huyết lam nha quý vị. Và cái chiếc vòng này sẽ để cho quý vị với giá là 500. 59
Cái này là chuỗi cẩm thạch. Một dây này xin mấy quý vị với giá là 170 đồng một dây. Cái này là cẩm thạch quý vị, 170 đồng một dây. Cẩm thạch mà được cắt ở trên tay và được cắt những cái đai mình thích. Đó. Và ở đây có một cái sợi dây chuỗi ở trên đây là được chạm, là một cái sợi dây chuỗi để cho mình có thể đeo sát vô cổ. Đó. Và đây là những cái mai rùa tượng trưng cho trường sinh trường lão như vậy, để cho là một cái món quà tặng nếu như quý vị mà đang có sắp tới có một cái dịp mừng thọ một ai đó, thì cái đây là một cái sợi dây, là một cái quà tặng rất là thích hợp. Và cái dây này sẽ để cho quý vị với giá là 500. Còn một cái này là vàng 24 hình con hổ, cái này sẽ để với người ta giá 200. Em có quý vị, có những người quý vị hỏi em á là mấy hôm quý vị mua từ mấy cái giỏ Hồng Kông của em, nhưng mà quý vị không có muốn spend quá nhiều để mua những cái hộp xoàn, thì quý vị muốn kiếm những ai mà bán những cái viên moissanite mà có moissanite mà cái dạng mà bây giờ nó có giấy tờ đó quý vị, có giấy GRA á, thì em cho quý vị cái số phone này quý vị có thể liên lạc trực tiếp. Cái số phone là 714-548-8779 quý vị. Và cổ có tất cả các size. Cái này là cô khách nhờ em mua, thì em không có bán những cái hộp này, nhưng mà em refer quý vị qua số phone đó 714-548-8779. Thì em có rất nhiều người khách hỏi em về những cái viên hộp xoàn bây giờ, những cái không phải hộp xoàn mà nó là hộp xoàn nhân tạo, nhưng mà nó có giấy giám định viên rồi của nó đó, thì quý vị cứ gọi về số phone đó nha. Quý vị nào mà không muốn spend too much mua cái vỏ, quý vị đã muốn không muốn spend too much về một cái vỏ hoặc là lên kiểu nhẫn, thì quý vị cứ hay hỏi em là có viên đá như thế nào hay không. Thì nếu mà đá không á, tại vì quý vị cũng đã biết là bên em cũng có nhận làm 3D lên những cái mẫu nhẫn vàng, rồi những cái mẫu nhẫn vàng, thì có nhiều quý vị thấy là lên mua một vàng mỗi viên, như chẳng hạn như ba ly rồi 100-200 đồng một viên hay là 4 ly vậy đó, đại loại. Thì quý vị không muốn spend quá nhiều, thì quý vị hỏi em là có biết ai có những cái viên đá như cái cô, cái chị này, thì chị có mua những cái viên này của cái người đó và đưa cho em để em lên những cái mẫu theo cái kiểu của chị thích á. Thì chị ở đây chỉ mua hết tổng cộng là 50 viên mà ba đó là moissanite quý vị. Đó, moissanite những cái viên này thì vô lửa được, em có thể cho vô lửa và nhận vô được. Còn những cái viên mà quý vị kiếm như đá màu bỏ vô lửa thì cái đó nên thua lắm, nhiều khi không phải nhiều khi vô lửa cái là bị bay màu. Thì quý vị cứ liên lạc số đó, có những cái viên nhỏ viên lớn, rồi quý vị cứ kiếm em rồi quý vị mua bỏ, thì có sẽ save xuống cho quý vị rất là nhiều. Em thì chỉ bán kim cương thiên nhiên thôi, em không bán moissanite. Thì cái giá thành quý vị mua ra chẳng hạn như một cái vỏ, quý vị chỉ cần đặt vỏ theo kiểu thôi, cái kiểu quý vị thích,
Và mình có thể mua những cái hộp nhỏ như vậy rồi mình làm lên, mình làm lên cho cái vỏ mình. Thì những cái viên Moissanite đó nhìn vô thì cũng khó. Moissanite đó là Moissanite cao cấp nên quý vị nhìn không có biết là quá là phết non. Thì tùy theo cái túi tiền của mỗi người đó nha quý vị. Có nhiều quý vị cứ theo cái trend này, cứ mỗi lần mà có những kiểu nhẫn mới hay những cái món nào mới hay là trên thị trường có những cái chiếc nhẫn nào mới, quý vị cứ hay đưa mẫu cho em để làm, mà cứ lên kim cương hoài thì không có theo được những cái trend đó, update cho mình những cái mẫu mới trên thị trường bây giờ, hoặc là muốn tạo cho mình những cái kiểu nhẫn riêng cho mình thì mua kim cương bỏ vô thì nó hơi cao, thì quý vị có thể liên lạc những cái số phone là 714 548 8779, mua những cái viên kim cương đó rồi những cái viên hộp xoàn nhân tạo đó rồi đưa cho em, rồi em sẽ tạo kiểu lên những trên những kiểu thú vị có, thì cái giá thành quý vị sẽ save xuống từ của bên đó rất là nhiều. Gọi và quý vị cứ tham khảo về những cái viên đó, với những cái hiện như thì như đây là một cái cục tôi đưa một cái chiếc nữ cái gì xem đầu vòng có mua một cặp 11 ly 5 carat rồi cổ đưa em làm cái vỏ cho cổ đó, thì cổ mua cái hộp như vậy đó, xe xuống rất là nhiều mà cổ thương nó vậy, có giấy giám định không thấy làm gì cũng hay hết chứ đó. Ha. Rồi cũng được rồi. Và thợ có mới vừa giao cho em một ruby, mà mới vừa làm xong những cái ruby đây là những cái bông hoa rồi những cái chị thu và hồ ly. Thì quý vị nào đang có nhu cầu làm những cái mặt hoặc là nhẫn, cái này thì thích hợp để làm nhẫn hơn, lên mẫu tạo kiểu những cái ruby chẳng hạn như em có, em sẽ làm một mớ nhẫn chị hu ruby, nhưng mà cái này em show cho quý vị, nhiều quý vị muốn mua những cái chưa có làm ra để tạo những cái mẫu kiểu, thì ở đây em có nè, nó bông hoa ruby nha quý vị, nó bông hoa ruby rồi chị hu, thì cái này em cân theo carat mà em bán cho quý vị để quý vị có thể lên nhẫn, rồi đây hồ ly. Có rất là nhiều để quý vị lựa, cái này em sẽ chụp hình cho quý vị, em sẽ cho nhân viên chụp hình những cái này riêng đó, cái này mà mình làm nên một chiếc nhẫn rất là xinh quý vị, cái này là ruby thiên nhiên nha, ruby hồng ngọc đó, quý vị có thể mua về và làm nên mẫu nhẫn riêng cho mình. Thợ vừa giao cho em thì em quên show cho quý vị trước. Quý vị nào mà đang có những cái ý kiến làm như thế nào đó thì mình có thể tận dụng những cái này ngay lúc này trước khi em bỏ vô và em làm ra những cái nhẫn kiểu đó mà em không có rời nữa cho quý vị. Những cái bông hoa rất là xinh. Thành
rất là nhiều đó vậy. Có thể liên hệ giá tùy theo cái carat, mình cứ cân lên đó, cân lên và cân theo carat, mà bán theo carat và ruby là như vậy. Em có một cái chiếc nhẫn này cũng rất là đẹp luôn, và đây một cái chiếc nhẫn kiểu của Hồng Kông mà lúc mà em ra cái mẫu này em bán rất là chạy luôn. Cái này được làm trên cái vàng 18, và cái chiếc này á quý vị biết không, đều những cái viên kim cương trên đây đều là nước y hết á, mà đẹp lắm. Và em sẽ bán cho quý vị với giá là 5.500 đồng. Quý vị nào mà trông chờ những cái vòng thập âm thì em cũng có luôn nha, nhưng mà tại vì em đang đo size để coi lại những size đó, nên em chưa có đem lên live kịp. Nhưng mà nếu quý vị nào mà đang muốn kiếm cho mình những cái thập âm bạn có những cái mặt di truyền mẹ quan tâm và mất vàng 18 nhỏ nhỏ xinh xinh cho em. Quý vị nào muốn mua cho mấy đứa bé đeo á, hoặc là nó thì em có cái mặt ha, thì mỗi cái mặt này sẽ lấy với giá là 250 đồng một bức, đều là tấm thật đây, và mất vàng 18 220 đồng một bức. Quý vị nào mà kiếm những cái mặt di truyền hồ ly cẩm thạch thì em có nè, này cũng vàng 18 250 đồng, này là cẩm thạch nha quý vị. Cái này thì bằng ruby, cái này thì là 350 đồng, vàng 18. Em có cái bức này ghi lại màu tím tử lan lan ở trên, là mức là 18 250 đồng. Một cái tượng ngộ đạo ngọc gà đen ở trên có huyết nha, đó ngộ đạo trên vàng 18 250 đồng. Đây cũng là một bức ngộ đạo như thế gì, 250 đồng vàng 18. Có một cái tấm quạt, quạt tài lộc nha, rồi đây trên vàng 18 220 đồng. Một cái bức hồ ly bạc ngọc 250 đồng. Ở trên là vàng 18 250 đồng. Mình có những cái trái đậu nữa quý vị, nếu quý vị nào mà đang có thi cử hay là đang sắp vào muốn ha đậu một cái gì đó thì có trái đậu vàng 18 150 đồng một bức, cẩm thạch ở trên mức vàng 18 150 đồng nha. Rồi, 150 đồng. Tôi biết ngày xưa khi mà những cái bài mà đi thi quý vị,
trước khi họ đi thi họ đậu rất là nhiều. Nên cũng có đặt em cái lá này đó, nói chung là bên em nhận đặt hết tất cả các mẫu nha quý vị. Này là bộ cách đưa hình để em chạm ra cái lá này, quý vị đã biết rồi ha. Em có một cái sợi dây huyết ngọc ở giữa là được chạm hình một hình con rồng nha quý vị. Đó. Chạm hình con rồng như huyết ngọc. Cái dây này cũng phải là 14 ly hơn, từ 15 ly á. Và cái đây là huyết ngọc, mà cái chất ngọc này rất là đẹp. Văn đẹp nha quý vị. Và cái dây này em sẽ để cho quý vị với giá là 700. 700. Em có một cái bức miệng văn thứ năm được mà rất là đẹp luôn, chất ngọc nó thì này là chất ngọc tuyệt đỉnh luôn, thì chất ngọc đẹp băng. Cái bức này nói chung là cũng không phải là cao cấp ơi là cao cấp, như là cũng là băng chuẩn rồi đối với đó. Và cái này có luôn cả giấy giám định, và cái bức này sẽ là 18, sẽ để chú ý với giá là 1.500 đồng. Đây, em có một cái bức một con chim nhỏ tước mà em làm lên như cái dây đen như vậy này, mà em thấy em đeo như vậy rất là ưng ý luôn á. Vì em không có cần làm vàng, thì khi mà mình làm vàng trên những cái lỗi vòng này thì nó hơi mà nặng một tí xíu. Thì cái bức này á, mà chất ngọc này, chất ngọc rất là đẹp nha. Ở trong là sai kim hồng, sẽ để cái bức này quý vị cho cái giá là em báo giá luôn vàng đi, nếu quý vị nào không thích thì em có thể lấy ra luôn vàng với giá là 950 đồng. Em có cái chiếc vòng này ni tay là 49-51 cam hoàng phỉ, mà chất ngọc đẹp thôi ha. Cái chiếc này sẽ để cho người có giá là 49-51 950 đồng.
rất ngọc trong nha quý vị. Trang hoàng phòng phỉ để có giấy giám định. Có những cái dây hút phong độc nữa vậy. Những cái dây này là hút phong độc 150 đồng cho size nhỏ, size 8 ly. Còn cái size 10 ly thì là 200. Nó size này to hơn. Size nhỏ là 150 đồng, size lớn là 200. Thì hút phong độc nữa vậy. Đẹp quá. Trên không phải hoàng và 24. Rồi à, em cảm ơn quý vị đã theo dõi ngày hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần tới. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi và số phone liên lạc với mọi chi tiết thông tin. Quý vị có thể liên lạc về số phone là 714-548-1988. Quý vị cứ chụp màn hình và gửi về số phone là một cách nhanh nhất. Và cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị.